Ê, con cá chê. Con cá chê bự vậy. Giờ giờ sao vậy? Có bắt nó không? Bắt luôn lên mình ơi. Con cá chê bự quá. Con này phải cho 2 kg hơn. Để con trâu mà luôn con. Kéo lên. Con cá chê bự quá. Trời, con cá chê này là đủ kho một nồi không thôi, nấu canh chua một nồi rồi đó. Đây nha cả nhà, bây giờ là Thương với anh Bin đang câu cá, mà nãy giờ là đợi câu dính xong rồi mới quay, tại vì nãy giờ câu một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa có con nào ăn hết trơn. Bà Tư cùi nè bà suối kìa. Dì Tư, dì Tư suối câu cá, dì Tư quay, dì Tư câu nha, nãy giờ câu cả tiếng đồng hồ mà không thấy con cá nào. Dì qua đây thử đi. Ê, rồi mắc cái gì mà tại sao mà cứ câu ở ngoài không câu, mà cứ lủi đầu vô trong hang trong hốc câu rồi anh Bin. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Không, anh Bin anh thức trong bóng tối vậy đó. Còn thầy Bảy ông ngồi đó quá nhà. Ông nằm đung đưa sáng giờ. Quê trời ơi trời. Giữ thần thiệt chứ. Đó giật nè, chuẩn bị giật nè. Câu cá để tí nữa nấu canh chua nha cả nhà. Canh chua cá chê. Mà dính cá nào thì nấu canh chua cá đó thôi. Dính cá vậy? Tao đâu? Trời ơi, con cá nhỏ xíu vậy. Trời ơi. Vậy mà kêu dữ thần á. Chán dễ sợ. Đâu? Ai à, được con cá chê nha cả nhà. Đó. Được con cá chê để nấu rồi. Vậy dì Tư câu tiếp. Ráng câu đi dì, khi nào đầy đủ thôi nha. Giờ con phải qua bên trời con nằm với mọi người rồi. Trời ơi, con cá kìa. Bắt lên, bắt lên. Cá vô. Vậy gì có bắt cái con cá đó ăn gì? Bắt luôn hả? Trời ơi, nó bự kìa. Đã quá, chắc bắt thêm 5 con nữa mới ăn đủ. Canh chua là mình nấu một con đủ rồi gì ha. Rồi bây giờ mình bắt thêm mấy con nữa để kho đi. Dướng dây vậy cả nhà. Đợi câu thêm 2 con nữa là đủ rồi. Nãy giật cái con đó mà dính là dương sức ăn con đó, tắt cái dầu bụng như nặng tay luôn. Thì con coi ra gì ơi, bây giờ nó vướng thì ai biết được. Nãy đó con cá đó nó kéo mấy lần luôn mày. Trời ơi, thấy không? Nãy là con cá nó kéo mà gì cứ giật lên đâu dính đâu. Thì con để đó con thấy nó kéo, con cho nó kéo luôn. Ai ngờ nó kéo bự cây. Dính này đó. Đâu phải lỗi con đâu, ý trời. Trời ơi, dính vô gốc cây rồi. Cũng mày không? Ai biết gì đâu. Rồi dựng thư quần vậy luôn rồi sao nó ăn nữa.
giờ đều hát câu luôn, biết sao giờ. Đâu kéo kéo chưa anh Mạnh? Chưa. Sao đầu câu cắm dưới kìa? Ủa vậy hả? Kéo lên, kéo lên. Trời ơi. Bà Tư thì ngồi bên đây cả nhà. Đó, còn anh Mạnh thì câu đây. Mỗi người câu hướng. Anh Mạnh thì câu cá rô phi, còn dì Tư thì câu cá chê. Đó. Câu hên xui à, dính con nào bắt con đó à. Rồi, dính nào cũng được. Dính cá, dính cá, dính cá. Thôi con thì con ngồi ở đây xong chạy coi được. Ủa cá đâu vậy? Rồi bắt đi. Ui anh Mạnh, anh Mạnh, anh Mạnh. Rồi, rồi cá phi cho anh. Câu cá phi mà dính cá chê. Câu cá phi mà dính cá chê vậy? Mua mồi cá phi rồi mà. Mua mồi cá phi đâu hả? Mua mồi cá phi mà dính cá chê. Cá chê nhỏ thả thôi. Thả đi anh ơi, nó hơi nhỏ thiệt á. Nhỏ nhỏ đi. Ừ. Câu sáng giờ hơn tiếng hồ đó cả nhà mà chưa được cái gì hết trơn á. Anh Mạnh, Mạnh. Giật giật lên, giật lên. Đâu rồi? À đúng, không có phi dính cá chê không nữa. Mua mồi là mồi cá phi đàng hoàng đó, là chính số cái cá chê không nè. Mua mồi cá phi mà toàn cá chê không? Cá chê phi đàng hoàng chứ bộ. Rồi giờ sao, có lấy con cá đó không? Chục nữa hả? Rồi em nói nha, anh câu tới sáng mai không thấy con cá phi nào nữa. Cái lên Mạnh. Dừng lên. Dừng lên, dừng lên. Trời ơi, cá chê bự cho bá kìa. Mà sao mày treo toàn ten vậy? Đâu ngồi cá chê bắt được nè anh. Có được được được, nó móc hai là hai lưỡi luôn kìa, móc trên móc dưới luôn mà, móc trên móc dưới luôn, nó tránh cái tình trạng mà cá nó bị sậy ẩu mà. Cái kia bằng câu treo á, con cá nó bắt được nè anh ơi. Được. Đem kho đem nấu canh chua. Nhìn nhìn nhìn, giật lên giật lên. Trời ơi cá chê nữa rồi, con bảy cá phi. Đó, cá chê nó ăn không, cá phi không ăn. Mồi này người ta bán sai mồi rồi, cắt nền người ta đi đem đi đổi lại. Mua mồi cá phi mà dính cái chê xong rồi em đi mắng vốn à. Cái chê nó nhỏ quá anh ơi, thả lên ơi. Cái gì anh? Cá cha, cá cha. Ok đó. Ủa con cá lấy không ta? Cũng được đúng không vợ? Thôi bắt đi. Ủa còn bảy cô đơn kìa. Ngồi gỡ con cá cả tiếng đồng hồ chưa ra nữa, cá nuốt sâu quá. Bắt con đó thì nghĩ chắc đủ ăn đó anh Mạnh, giờ anh đi câu cá phi được rồi. Ê con cá chê, con cá chê bự vậy, giờ sao vậy, có bắt nó không? Bắt luôn anh Mạnh ơi. Ôi con cá chê bự quá. Con này phải có 2 kg hơn. Để con câu mà luôn con. Kéo lên. Ôi cá chê bự quá. Trời, con cá chê này là đủ kho một nồi không thôi, nấu canh chua một nồi rồi đó. Thả mấy con cá chê nhỏ kia đi. Thả mấy con cá nhỏ đi, lấy con cá bự này đủ rồi. Xảy nha anh ơi. Rồi con cá chê bự chóa lửa luôn. Con chê con có phi tỏ ra cái gì không? Đâu anh? Nước tới bao tử luôn rồi thưa. Trời, nuốt sâu vô luôn hả? Để nó sậy nổi, nó sậy. Có gà rồi, gà rồi, gà rồi, may quá. Ui, con cá bự cả nha. Nghỉ chơi luôn đi. Đủ rồi đó. Trời ơi, con cá nè. Y y y. Cái đầu trời giờ luôn cả nhà. Con này là nấu được một nồi canh chua, hoặc là có thể đem kho thịt cá chê, nó thấy nó ngon hơn cá ba sa anh ha. Con này vậy bây giờ mình lấy hay mình thả? Thầy biết là muốn lấy muốn thả lấy. Thôi, đó, lấy đi. Mình thả đi anh ơi. Tại vì bên kia có mấy con cá ba sa bự rồi. Coi. Thả đi, đủ ăn đó. Cho cá ăn luôn. Câu cá ăn muốn mình ai mình câu nữa. Mồi cá phi mà nãy giờ còn thấy dính cá chê không? Quá trời quá đất thiệt. Không xanh hả? Câu đam mê thôi, câu vui thôi. Câu vui thôi. Đây, Dượng Tư đang mần con cá chê bự cả nhà. Đó. Trắng phiếu luôn. Con cá này phải
rửa chanh, rửa muối, rửa xà bông, rửa tùm lum hết trơn, nó hết nhớt cả nhà, nhớt quá thì nhớt. Cái này con cá chê này mình đi nấu canh chua, nấu gì vậy? Cá chê kho, còn cá cha là nấu cá ba sa là nấu canh chua đúng không? À cá dồ hả? Dạ cá dồ. Ủa Dượng, con thấy cái mang kia nó rớt ra ngoài, cái đó là có lấy không? Dục hả? Cái nhà đây là một gỗ cá thôi nha. Cá dồ, cá chê. Đó. Cá dồ thì nấu canh chua, cá chê thì mình kho nha cả nhà. À, tí nữa em Thương sẽ quay tiếp cho cả nhà cùng xem Dượng Tư nấu nha. Giờ bỏ cá vô hả Dượng? Bỏ nước màu vô. Ai vô, sổ đi ăn. Dượng Tư mà kho thì bao ngon nha cả nhà. Thương là thích ăn cá kho của Dượng Tư lắm. Đó, cả nhà thì thấy đẹp mắt chưa? Đợi nó lên màu cái nữa là đúng bài luôn. Còn đây là cá đang nấu canh chua nha. Cái này là đang luộc nó hả Dượng? Đang luộc sơ rồi tí nấu canh chua nha cả nhà. Cả nhà cùng đón xem video nha. Tôi nói hả, ăn cái này hả mọi người ghiền luôn á. Coi người ta ở trong người ta hả, nấu ăn mệt gần chết ha, ông nội này ngồi đây ngủ. Sung sướng cuộc đời chứ. Đây cá ba sa kho, lộn cái gì, cá dồ kho nha cả nhà. Đó cả nhà thấy ngon chưa? Cá dồ hay cá chê đó bà, cá dồ hay cá chê không biết nữa, nói chung là có hai con cá đó đó. Đó cả nhà hấp dẫn chưa? Rồi đây là nồi canh chua đó, mẹ múc ra nha mẹ. Canh chua bạc hà với đậu hũ giá. Bạc hà là nhà trồng, giá thì đi mua. Giá này mình biến làm rồi mất công ăn không hết. Rồi mẹ ăn Dũng gì dính miệng vậy? Chắc mới bóc ăn Dụng gì nè. Đó, nhìn hấp dẫn nha cả nhà. Tôi nói cái này mà chấm cái dĩa muối này nữa, trời ơi, tôi nói đúng bài luôn. Cái đầu cá ngon nữa cậu Bảy. Có ruột cá bự lắm mà bỏ rồi. Con cá này nó sắp đẻ rồi cậu. Nãy có trứng mà. Đây cả nhà, dĩa muối em đâm nha, muối rất là ngon nha. Chấm ăn là đúng. Muối với bạc hà không ngon á cậu Bảy. Bạc hà chấm muối thì đúng bài rồi. Ngon lắm. Giờ mẹ sẽ múc ra hai tô, xong rồi chuẩn bị đợi Dượng Tư tắm xong nữa là mình chuyển nha cả nhà. Rồi, mời cả nhà thôi. Ủa xin ghê mọi người. Hello, mời cả nhà cùng ăn bữa cơm. À, tức liệu lý tưởng cả nhà. Là tao đang nghĩ con ngon nó bệnh nằm chùm đẹp không biết sao. Anh làm mới cho. Rồi, nó bới luôn. Rồi, dạ cái này luôn. Mời cả nhà ăn bạc hà. Mời cả nhà mọi người nha. Mời cả nhà nha. Đây, cá kho, canh chua, muối ớt, cắm rồi đó đúng bài luôn. Y thầy luôn. Cả hai cũng nằm ngồi xa vậy. Vô. Rồi, bạc hà ngon quá. Ai, cô Bảy đại diện mời hả? Dọn chập nắp này. Dượng Tư mời trước nha. Dượng Tư lớn nhất cho ăn trước rồi. Bạc hà. Cá quá rồi không ăn, thì ăn bạc hà. Ăn bạc hà ngon hơn. Từ đó ra đâu cũng vô vậy thôi. Trời. Đổi sáng giờ cả nhà. Câu cá cả 2 tiếng đồng hồ. Nãy mua 5-6 cái giá. Cái gì tôi đi? Ăn rồi, tôi ăn rồi, ăn trước rồi. Gì vậy? Mời mọi người nha. Ủa ở đây mẹ con lớn nhất luôn á, quên mất tiêu rồi. Phải làm trẻ nhỏ thôi. Ai cũng kêu bằng dì hai là trẻ, đừng kêu bà hai. Giờ không có chờ đợi lớn nhỏ gì trên đó bụng. 12 giờ trưa mang công tác. Vô, mời. Ngon cậu.
Đang đói bụng ngon thấy mẹ luôn. Cậu Bảy sáng giờ phụ mọi người làm quá trời mà. Sáng giờ nằm ngủ mệt. Cảm ơn cả nhà, bữa cơm gia đình nha. Cảm ơn mọi người nha. Ngủ mệt chết mẹ. Quá. Đâu, gấp gấp cá canh chua mày. Cá canh chua hả? Cá canh chua. Bữa bữa không gì trời. Đâu, cứ nhỏ đó. Đây. Rồi, chấm muối. Chấm muối, muối thành thánh nha. Đây, mình mời mọi người nha. Con chua hơi lạc à. Ngon. Hay là cái miệng tôi ngậm muối nó lạc à. Mặn thì à, dít muối vô mới vừa ăn. Chứ làm mặn rồi khỏi bỏ muối luôn à. Mời cả nhà cùng ăn cơm ngon cả nhà. Ôi, ơi cái đầu con cá bự ghê trời. Cậu muốn me cái đầu con cá không? Không, không ăn. Me cái đầu bự. Gấp cái đầu bỏ vô muối á. Mặn lắm. Kệ mặn thôi, mình uống nước cho nó no chứ chiều đâu có cơm đâu ăn. Gì đâu, có cá phi tội dính cá chê không à. Cá chê, cá cha. Trời ơi, cái đầu con cá bỏ cái muốn mặn dễ luôn rồi. Ai cũng hỏi là mua cá nó dưỡng chờ tiền nào, Tết bán hay vậy? Tết bán, Tết. Trời, đây, cái Tết biết còn không? Nó lỡ rồi ăn cái mang cá, cái đầu. Mọi người. Béo quá trời luôn á cậu. Trời ơi, bà thương hít kìa. Béo cực kỳ luôn á. Sao cậu? Mặt có bơ phờ dữ cậu. Béo quá. Béo không nói nên lời. Ăn chừng mắt cổ chết mẹ vậy. Ngọt không cậu? Ngọt. Ngon mẹ. Ngon béo lắm. Con nói mẹ rồi, bữa sau là mẹ hả đem cá, đem thịt đồ xuống cho Dượng Tư kho rồi đem về mình ăn. Mẹ nấu ăn dở quá. Dở gì đỡ hao. Thôi mà đi. Mà cứ hao hoài sáng là mua cười xuống cốc lết chứ không con dịch kho cho nó con ăn sớm cho nó. Dở quá con nói thiệt cái lượng luôn, mẹ con nó ăn dở cực kỳ luôn. Dở mà cái nồi này lúc nào cũng hết trơn. Ngày nào cũng phải đi chợ. Ai ăn chứ con xuống Dượng Tư ăn kéo à. Vậy mà hết. Mà nó ông thầm ghê. Ông thầm gấp cái ăn nè. Mình mời mọi người nha. Mỗi giờ 8 giờ mới ăn cơm đấy. Không ấy thì chứ mình miếng canh cá canh nha cả nhà. Ăn rau ngon hơn thiệt. Nhờ cá nó ra chất nước hết nè. Ngon quá. Đau bụng sáng giờ mới ăn sáng luôn đó nè. Giờ là 12 giờ mấy rồi, 1 giờ đó. Tôi nằm giống tôi đợi từ sáng giờ chỉ chờ ăn thôi nè. Em mời cả nhà ăn trái ớt. Đói mà không đi đâu nổi chứ nằm chờ ăn. Cậu Bảy hôm, hôm bữa đăng video ăn lên xong rồi có ông kia vô chửi mời hả mời mọi người hả tụi tao có ăn được đâu mà suốt ngày mày mời chửi quá chửi luôn. Thấy rồi mẹ hoài. Thấy không chấp gì mấy không người. Mời cũng nói là mất lịch sự ăn không mời đúng không em? Những thành phần không có não đó hiếm lắm. Ăn mời vậy thôi, lịch sự vậy thôi chứ chừng nào cô ba anh chị nào tới đây phải ăn. Lâu lâu mới có thành phần khác người thôi. Chắc làm gì đời phải có người này người kia chứ. Đời phải có người khùng người tỉnh chứ. Đâu có ai khùng như tôi hết chứ. Cái cô mà giả bộ đóng vai khùng trên TikTok á, đội nón lá rách á, view cao ghê không? Chị tính học theo vậy. Học theo thì hôm nay có tiền nhiều. Được chửi nhiều không? Chửi nhiều có tiền nhiều. Để ý bị chửi nhiều là mạnh khỏe đó cậu. Mày thấy không mấy? Có giá nhỏ trong đó là làm lười biếng à. Thấy không? Giá mấy người xỉn xay người đi ngoài đường kinh ngang ta chửi rủa biết nhiêu mà ngủ bờ ngủ bụi có chết đâu. Thấy không? Còn mấy người hiền im không nói chuyện hỏi là chết đó chết hết trơn. Ý đó cậu. Quậy như cậu vậy không có chết đâu. Cuộc đời mà phải có người thương người ghét mà mới sống được. Không ăn đi chừng mày ăn cái này mình đầy quyên cái cho đã. Ồ, cảm ơn anh tư. Trời ơi cái này là ăn cá quên. Cái gì? Ăn gì cậu? Cái mề con cá nè. Nó lộn. Mời mọi người miếng mề cá nè. Nó lộn lại. Ủa con cá cũng có mề nữa hả? Bao tử á. Béo quá Phương ơi. Béo quá Phương ơi. Nó dai. Dai quá Phương ơi. Trời ơi, cá xương không ơi. Ăn thì mất khổ chết đi thôi. Hút miếng nước nữa. Mấy thằng comment tội nghiệp quá không? Chờ người ta ăn trước phải ăn sau không à? Mất ngon. Trời ơi, tao nói giàu ăn nghèo chịu mà.
sáng chiều cá cá tê của Dung Ế, sáng chiều Dung Ế ăn mà Dung Ế nó lại lại cười há nó chấm phục lại tới 2 giờ sáng hả? Không giờ lại nữa thì Dung Ế nó lại chấm phục. Bả lại từ trưa hôm qua lại một phát cho tới 2 giờ đêm, nay đêm vẫn còn nghe cười. Mà dạo... lại mà lại kiếm bao nhiêu tiền đâu? Có mà... ngày có được 200 ngàn chứ, có nhiều lúc chưa tới nữa mà lai tới sáng. Bà cười giống như hắc bạch vô được. Thường á. Chứ khỏi đi dặn nắng đàm, dặn nắng đàm sao nổi. Sẵn đó mới cho chị miếng coi, một miếng nữa thôi. Uống nước này ngon. Là quá trăng trối ngáp ngáp. Ăn xong rồi mọi người. Ăn xong bây giờ lên võng nằm nữa mình đợi cơm chiều. À cái giá gì bự, cái giá này hả? Mà đang giận tay gõ một cái nữa hả? Chỉ đi nhà thương chờ cãi luôn. Tới giờ nằm biếm này, làm biếm vô lấy rồi. Làm trò gì sao quá. Nãy em mua từ cái nhỏ cho đến cái lớn có sẵn rồi. Nồi nào cũng có, kho quẹt, kho tiêu rồi có hết. Hồi quẹt, hồi ơi, cá kho rồi. Cái ông kiểu dũng chửi chết. Thôi này chị không ăn nữa đâu. Tôi gấp. Trời ơi, không ăn nữa mà thằng này kỳ quá. Con chết mẹ lắp hoài, hồi hết giờ. Mẹ có ý là thôi đừng gấp nữa mà thôi tiếp nữa đi vậy. Thôi nữa đi mà. Ừ. Thôi nữa gấp nữa. Ăn xong rồi đi rồi chạy bộ nó máu nữa. Cậu không chán đời. Nửa nằm đi chờ ăn cơm chưa. Tôi có người chửi cậu á. Làm biến cái ăn hoài. Ăn no hết bài. Để mẹ nào chửi cũng gặp. Mấy chửi đó là nó khẩu nghiệp thôi. Nó chửi đi, nó nói là nó giống như con rệp rút dưới giường mình, nó mới biết mình sống thế nào thôi. Xã hội thì lâu lâu mới có giờ thành phần đấy. Có ngày không đi làm. Cứ ngồi đó. Rồi, mọi người mời thêm mấy cái đi. Mời mấy cái đúng không? Vô, mời cái người, cả ngày mời cái người. Ăn hết chỗ lên. Thêm tủ lên. Trái ớt này ngon lắm. À, cái này là Dưỡng Tư ơi. Đây nè. Cái này là món ruột của Dưỡng Tư nè. Đây, ăn cá mà ăn cái này Dưỡng Tư buồn lắm á. Mà cái nhầm cái gan cá cha cả nhà. Thấy chưa? Đây mời mọi người. Trời ơi trời. Ăn như cái này hết hại vậy à. Cay. Là hủ. Cho hết trái ớt luôn nè. Mà vậy thấy là cay. Nè, mà cả nhà, có ớt mới ngon cả nhà. Bởi vì mẹ con lột lưỡi chửi ba ông hoài cả ngày. Rồi cứ nhận tàu hủ nè. Gán chửi sống thọ. Ta mời ăn tạm bạc hà với đậu hủ luôn. Ba mày còn được chửi là còn được sống. Nếu mà hết ai chửi rồi là hết duyên rồi, ra đi. Đúng rồi. Người ta thương ta mới chửi. Giờ người ta ghét mình không chửi đâu. Mấy cô chú có chửi nhiều anh. Nên là cô chú thương mình á. Không sao. Trời, không có cô chú nào chửi hết trơn á. Những thành phần chửi là những thằng bá dơ cặn bã xã hội thôi chứ còn. Không. Cô chú nào không. Mà người ta thương á, người ta thương nó mới chửi, nó nhắc nhở cho mình á. Người ta thương rồi người ta nhắc nhở. Ừ. Ví dụ như là ngồi ăn mà đội nón hay gì là nhắc nhở. Ừ, mốt đừng như vậy. Còn thân chửi là những thằng bá dơ cặn bã xã hội, cái cô chú nào mà chửi chú đó. Chú nào mà khủng như ra cái thành phần điên điên đó. Đúng rồi. Đúng không? Tại vì chửi cô bảy gì nhất nè, cô bảy ướt mất nè. Nhưng mà cậu thích chửi hay là thích nói? Mà ừ. Cũng có nhiều người chửi rồi, nhiều người ta nói ơi người ta chửi chẳng qua. Bà hai đi coi. Những cái thằng chửi rồi giống như ở trên Facebook nha. Nó chửi là mấy thằng đó là nó không bao giờ nó đăng cái mặt nó lên. Hình đại diện không có. Nó mới dám chửi người ta. Chứ còn mà đưa mặt lên không ai dám chửi chứ. Chửi biết đứa thằng ra đừng chửi. Đấm thấy bà nội. Đó như thành phần phúc vật phúc bài không. Để nó đi. Này chứ là cậu mới nói là chống thành vườn đúng không? Đúng rồi. À. Thành phần cặn bã xã hội thì chửi đi nó biết cậu nào cũng biết nó đó. Nó biết mình thôi. Ăn ra nó quấn mình. Nó quánh mình là mình giờ mình khỏe đó. Nó không quánh mình là mình khỏe đâu. Mình đang đau nhức lưng nhức mẩy, nó đấm vài phát là hết nhức lưng à. Mà cái nhà ăn miếng cá chồng gấp cho. Tính không ăn rồi đó mà chồng gấp cho buộc phải ăn. Năn nỉ đúng không? Năn nỉ. Ở nhà ăn gấp thôi. Béo. Cá nó già mình ăn béo vậy. Ăn một nửa, chừa bụng một nửa, lắc xuống ra nhà bà Tám ăn chậm nữa. Trời trời. Ăn cho nó giáp dòng hết chứ. Rồi mày sắp hết đồ ăn luôn rồi mày quay lại, mày khỏi ăn luôn đi. Đâu lắm không xuống bà. Được rồi, đại diện mời miếng nữa con kết thúc clip được. Mà cái nhà mình ăn cái ức cá trang ở đây. Cái gì? Cái gì? Ức cá trang. À cái ức hả? Mới nghe lộn. Bậy bạ.
ngon quá thằng ăn béo. Rồi thì video này cũng đã dài ở nhà, hẹn cả nhà vào những clip tiếp theo nha, sẽ quay nhiều món ẩm thực ngon để tải cả nhà nha. Còn bây giờ thì bye thật là cả nhà, bye cho Hoài Thương ăn cả nhà ơi. Cải được miếng cả nhà ơi. Xin chào cô chú anh chị trên kênh YouTube Thương Xúc Xích nha. Thì hôm nay em Thương mới về thêm một cái sản phẩm siêu hot hit luôn. Thì sản phẩm này nó sẽ mạnh hơn là cà phê luôn nha cả nhà. Cà phê là dành cho những ai, những cơ địa nào mà kiểu như là muốn giảm ký ít, giảm từ 2-4kg thì mình sử dụng cà phê 12 ngày giảm từ 2-4kg. Còn cái VG này là dành cho những ai cơ địa lớn với nhiều sản phẩm, hoặc sử dụng nhiều sản phẩm không giảm, hoặc là mình muốn giảm nhiều ký, ví dụ muốn giảm 5-7kg thì mình sử dụng VG nha. Một hộp VG có 30 viên, sử dụng một tháng mình giảm từ 5-10kg nha cả nhà. Đó, và khi mà cả nhà mua một hộp VG sẽ được tặng kèm thêm một hộp khóa cân. Khóa cân này cũng 30 viên luôn. Sáng á, mình uống là mình cứ ăn xong rồi 15-30 phút sau rồi mình uống một viên VG và một viên khóa cân nha. Và đặc biệt là đó, có thẻ bảo hành đàng hoàng nha cả nhà ơi. Khi mà cả nhà phát hiện ra chất cấm trong cái sản phẩm này thì bên em sẽ đền 100 triệu đồng cho cả nhà. Và cảnh báo hàng giả, check mã tem QR giúp em Thương nha. Và đây nha, thực phẩm này không phải là thuốc, cho nên là không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh nha cả nhà. Không sử dụng cho phụ nữ mang thai và đang cho bé bú dưới 3 tháng tuổi, người huyết áp cao nè, có tiền sử bệnh tim mạch, bị suy gan thận, mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm là không sử dụng được nha cả nhà ơi. Thì em Thương nói luôn để cho mọi người biết nha. Đó, còn cô chú anh chị nào mà muốn mua sản phẩm với em Thương thì cứ gọi trực tiếp cái số điện thoại em Thương để trên màn hình nha. Rồi, cô chú anh chị nào mà muốn sử dụng cà phê thì á, cà phê này một liệu trình 12 ngày giảm từ 2-4kg nha. Đó, giảm cho những ai mà muốn giảm ký ít nè. Còn á, ai mà muốn giảm bụng không giảm ký thì sử dụng cái đề tóc eo, liệu trình 1 tháng giảm từ 3-10cm vào bụng nha cả nhà. Thì á, cái đề tóc eo này mình trên 12 tuổi sử dụng và mẹ bỉm đang cho bé bú cũng sử dụng được đề tóc eo giảm bụng luôn. Ok chưa? Cà phê này thì trên 16 tuổi sử dụng, nhưng mà những ai bị bệnh nền, theo tùy vào bệnh nền mà sử dụng được hay không nữa, cho nên cả nhà cứ nhắn tin cho em Thương nha.